Siêu phẩm hôm 7 lươn mọi người ơi. Đây là hôm 7 lươn 60 nha mọi người nha. Hôm 7 lươn 60 nha. Hôm 7 lươn 60 thả lươn được khoảng 1 cân nha. Lươn 1 cân vào thoải mái nha mọi người nha. Đây. Xin chào anh em nha. Anh em thích sản phẩm này thì cứ alo cho mình nhé. Nó có hai dòng nhá, dòng tre và dòng dây này nhé. Dòng dây này thì lớp ngoài là bằng tre nhá, còn lớp trong là bằng dù nhá, bằng quần đai nhá. Vâng, chào anh em.